Tại Quảng Ngãi, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến nhiều công trình giao thông đường xá của địa phương này bị hư hỏng nghiêm trọng. Trên tuyến quốc lộ 1A đã xuất hiện những ổ voi, ổ gà và hiện công tác khắc phục đang được các đơn vị khẩn trương triển khai. Những ổ gà, ổ voi chằng chịt trên khắp tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại. Tại đoạn qua xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, theo người dân đã từng có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi đi qua đoạn đường này, nhất là vào ban đêm. Cái tầm như này mà chạy xe ông đo ban đêm là dễ nguy hiểm, là xe kia lỡ lách mà xe ông đo là lượn xuống ổ gà là cháy liền. Nó lượn xuống ổ gà cháy liền đó. Mà trời mưa là đường nước nó ái là họ đi là nó trong là tê nọn nhiều lắm, lâu lâu là cứ bị cái xe nó đi nó không thoát là nó sụp xuống là nó bị là té sơ sơ, chứ mà hôm qua là có một đứa là thôi đi cấp cứu. Mưa lũ kéo dài nhiều ngày khiến nhiều đoạn quốc lộ 1A bị hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt là hai tuyến đường tránh Đức Phổ và Bộ Đức. Hiện nay, các đơn vị thi công đang triển khai khắc phục. Tuy nhiên, thời tiết mưa nắng thất thường đã ảnh hưởng đến tiến độ sửa chữa. Trong điều kiện như thế, thì anh em chúng tồi tập trung dùng cái loại đá giam, rồi hoặc là đá học, đá ba, chêm chàng để đảm bảo cho xe đi qua an thuận. Đồng thời, những cái chỗ mà chưa làm kịp thì chúng tôi dùng cái biển báo và barrier các là để có cái tín hiệu là báo hiệu cho lưu thông qua lại được an toàn. Và trong thời gian mà nắng ráo lên thì chúng tôi sẽ tiến hành ngay các cái biện pháp tiếp theo trong thời gian nhanh nhất để mà phục vụ cho phương tiện đi qua lại an toàn. Vừa qua, Chi cục Quản lý Đường bộ 31 đã tiến hành khảo sát và có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi đề nghị có giải pháp khắc phục hư hỏng trên mặt đường, nhất là các đoạn quốc lộ hư hỏng vẫn đang trong thời gian bảo hành. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương sớm hoàn thành việc sửa chữa khi thời tiết xấu có thể xảy ra trong vài ngày tới.